Chào các bạn nhé, hiện nay thì cũng khá là muộn rồi, tôi làm video để mà chia sẻ tâm sự một chút với các bạn. Trong ngày hôm nay thì tôi nhận được rất là nhiều các cái cuộc điện thoại từ phía các bạn muốn hỏi rằng là thầy cho em thỉnh cái là kinh hóa sát. Rất là nhiều người điện, không biết hôm nay ngày gì cực kỳ nhiều người điện. Tuy nhiên là tôi muốn làm video để mà thông báo với các bạn rằng hiện nay thì cái là kinh hóa sát của tôi làm ấy thì là đang bị hết hàng. Đấy, vì vậy mà những bạn nào thỉnh thì các bạn đợi khoảng tầm 5 đến 7 ngày nữa nhé. Thực ra cái La Kinh Hóa Sát thì là một trong những cái vật phẩm mà được tôi trực tiếp là chế tác. Thì cái này thì dùng để làm gì? Thì cái La Kinh Hóa Sát, nếu như bạn đã từng theo dõi video của tôi thì là cái La Kinh này dùng để hóa giải trong những cái hướng nhà bị phạm vào những cái độ số là đại hoặc là tiểu không vong. Có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng là thầy giải thích kỹ cho em là cái khái niệm về đại tiểu không vong có nghĩa như nào. Có thể là các bạn, nếu như các bạn không quan tâm về phong thủy thì các bạn có thể không biết về cái điều này. Tuy nhiên là chắc hẳn là bạn cũng biết đúng không? Mỗi một cái nhà của chúng ta sẽ có một cái độ số. Đấy, ví dụ như là nhà của bạn chẳng hạn bị phạm vào trường hợp là lỗi đại hoặc là tiểu không vong, thì có nghĩa rằng là đại không vong thì nhà của bạn, bạn hình dung nó là hai cái hướng chính ở đây, thì cái độ số nhà các bạn nằm ở giữa hai cái chén này. Có nghĩa là cái khí vào nhà bạn nó không thuần khí, nó là hỗn khí. Thì trong cái trường hợp phạm đại không vong này thì rất là dễ bị vong vào nhà. Tức là trong nhà ấy, có những cái hiện tượng nó rất là lạ thường. Thực tế ra thì tôi cũng đã khảo sát rất là nhiều nhà, mà cái nhà tôi ấn tượng nhất đó là một nhà anh ở Lạng Giang, Bắc Giang ấy, thì nhà phạm vào trường hợp đại không vong thì anh ấy cũng tâm sự là cứ 2 giờ đêm anh ấy tự bật dậy thôi, và trong nhà thì nghe có những tiếng lách cách gõ cửa ấy, nhưng mà đi xem thì chẳng thấy gì cả. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà tôi rất ấn tượng. Rất ấn tượng khi mà đến thì anh cũng tâm sự câu chuyện như vậy, thì đo ra cái độ số là đúng phạm vào đại không vong. Còn tiểu không vong thì sao? Tiểu không vong thì các bạn hình dung là ví dụ như trong một cái hướng, đúng không? Ví dụ như hướng nam đi, thì gồm 3 cái cung nhỏ là bính này, ngọ và đinh. Thì vô tình là cái độ số nhà các bạn nằm giữa cái cung là bính và ngọ. Đấy, cộng trừ sang trái, sang phải khoảng tầm 1,5 độ. Thì nếu như nằm ở giữa cái đường, ở giữa hai cái cung ấy, thì các bạn hình dung là vẫn phạm vào độ số là tiểu không vong. Thì trong trường hợp tiểu không vong thì nó sẽ nhẹ hơn đại không vong, đúng không? Đại là lớn và tiểu là nhỏ. Thì tuy nhiên nó vẫn có cái tác động ảnh hưởng rất là nhiều đến những người sống ở trong cái căn nhà đó, đặc biệt là ảnh hưởng về vận trình về sức khỏe cũng như là cái vận trình về cái công việc. Công việc thì nó rất là bất ổn, nhiều khi là đến tay mình rồi nhưng mình lại bị tuột mất cái cơ hội. Còn sức khỏe thì nhiều khi là mình đi khám hay đi là chữa bệnh cũng không hết được những cái bệnh như vậy. Hay thì trong những cái trường hợp như vậy thì cái độ số nhà nó gây ra cho những người trong căn nhà nó bị những cái vấn đề như vậy. Thực ra trước kia tôi đã chia sẻ rất là nhiều, tôi có một vật phẩm để hóa giải trong cái trường hợp này và đã nhận được rất là nhiều những cái sự phản hồi, đó là cái La Kinh Hóa Sát. Cái La Kinh Hóa Sát này thì giới thiệu với các bạn là được tôi trực tiếp chế tác. Cái La Kinh này thì được tôi sát vàng 24K, nếu như các bạn đã từng theo dõi thì bên trong lõi của La Kinh đã được sát vàng 24K. Đấy, làm rất là kỳ công, và ngoài ra thì xung quanh là kết hợp đá quý và chu sa. Như các bạn đã biết thì chu sa là một trong những cái vật phẩm mà để có tác dụng kỵ tà rất là tốt, đúng không? Ngày xưa thì các bậc tiền bối, đúng không, dùng rất là nhiều chu sa, ví dụ mang chu sa bên người để trừ tà này. Thì cái La Kinh của tôi cũng được kết hợp rất là nhiều những cái thành phần khác nhau, trong đó có đá quý năng lượng cao. Thực ra là cái La Kinh này thì tôi cũng đã cung cấp cho rất là nhiều thầy phong thủy ở các tỉnh và đi hóa giải cho mọi người, và có được những cái sự phản hồi rất là tích cực. Đấy, rất là tích cực. Vì vậy mà nếu như mà nhà các bạn mà đang bị phạm vào đại hoặc tiểu không vong ấy, thì các bạn nên treo một cái La Kinh. Tuy nhiên là hiện nay thì nếu như các bạn đặt La Kinh ấy thì phải đợi khoảng tầm 5 đến 7 ngày nữa tôi mới có nhé. Ngay trong sáng hôm nay có bạn nhắn tin hỏi tôi là em được một thầy A giới thiệu, đúng không, không tiện nói tên thầy, thì muốn thỉnh cái La Kinh của thầy. Tuy nhiên là tôi cũng đang chế tác, tôi cũng chưa xong, vì vậy mà hẹn bạn một vài ngày nữa thì mới có. Đấy, cũng như rất là nhiều thầy hiện nay ở các tỉnh cũng đang muốn thỉnh, có thầy thỉnh 3 cái, thỉnh 5 cái. Đấy, rất là nhiều. Đấy, vì vậy mà nếu như nhà các bạn mà không may nhé, không may, đúng không, rõ ràng là chúng ta không nghiên cứu là thì chúng ta làm sao biết được nhà chúng ta nằm ở độ số nào. Không may nằm trong độ số phạm đại hoặc tiểu không vong thì đừng lo lắng quá. Bởi vì trên thực tế tôi biết rằng rất là nhiều người tư vấn là họ phải lệch cửa, họ phải tư vấn là phải chéo cái cửa đi. Thì không nhất thiết phải như vậy. Hãy treo La Kinh Hóa Sát thì có thể giúp bạn hóa giải đi trong cái trường hợp như này. Đấy, cho dù nhà bạn là phạm đại hoặc tiểu không vong thì treo La Kinh là cách
hóa giải tốt nhất. Bởi vì nhà bạn mà xây chéo đi thì cái khí vào nhà nó cũng sẽ không thuần khí đâu, nó sẽ không mang lại cái sự thay đổi đâu. Vì vậy mà đối với những bạn mà chúng ta đang gặp cái độ số nhà này mà muốn hóa giải thì hãy liên hệ với tôi, thì tôi sẽ trực tiếp là tư vấn cũng như là hỗ trợ cho các bạn, và hỗ trợ cho các bạn xem ngày giờ nào để mà sau khi các bạn thỉnh la kinh ấy thì các bạn treo lên thì để mà có một cái công dụng hóa giải tốt nhất. Hay thì nhân tiện đây tôi làm video để mà tâm sự một chút với các bạn về cái này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.